Chào các bác nhé. Em lại cắt lô bạch của Panasonic 9 cái. Đó. 8 cái khiển liên tay và 1 cái khiển rời. Hôm nay cái này là cái khiển rời. Đấy các bác nhé. Dây cấp nước thì sẽ có 7 cái dây cấp nước. Thường thường nó về lô thì nó sẽ không có đủ đâu. Nó sẽ có 7 cái dây cấp nước và sẽ có 6 cái đế cài các bác nhé. Thì vì xác định một câu các bác mua lô thì kiểu gì về nó sẽ có những cái mà nó sẽ hỏng, thì các bác phải sửa chữa. Hoặc là nếu mà các bác sửa chữa được hết thì những cái đấy thì các bác sẽ, ví dụ mà không có đế cài thì các bác sẽ chế hoặc gắn keo. Hoặc dây cấp nước các bác sẽ cắt làm đôi. Đó, còn em sắp theo lô như này thì sẽ có 7 cái dây cấp nước. Thì vì con nào có thì có thôi chứ không thể nào đủ hết được các bác nhé. 9 cái bệt, một cái có đế cài, một cái khiển rời. Có 7 cái dây cấp nước và có 6 cái đế cài. Giá cả lô này là 5 triệu, cho anh em về tự dọn nhé. Em chỉ bao zin thôi. Ok các bác nhé, bệt nhà em rất nhiều, không thời gian dọn là... Sắp cắt lô cho các bác về làm thôi. Đó. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi chứ còn kho nhà em còn 1.000 cái nữa cơ. Ok các bác nhé.